măng ghê na quanh đê hăng thăm măng cha đuôi thăm qua răng thăm mê yô thà lý tô đô sô thăm mô khả mạ tú tăng mà măng vua tam măng ghê na quanh đê hăng sang khăn cha đuôi thốt tam măng sang khê yô khả lý tô đô sô sang khô khả mạ tú tăng mà măng. Dạ con kính cảm ơn đạo tràng đã cùng Nguyên Trang đã cùng con thọ trì tam quy và ngũ giới ạ. Và sau đây Nguyên Trang xin mời đạo tràng cùng cùng con thỉnh pháp sư ạ. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Thamma de sanaya janagatha Brahma chaloka thipati saham pati katanjali antivarang aya chatha santi thasak tappara chakha chatika de se tu thammang anukambimang bachang sak thamma ferin vinayan chakayan suttan chabantham apitham ma chăm măng. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc dạ ngày dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh dự pháp từ, đó là nhóm kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáo vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được chi vẹn toàn. Và sau đây con xin thay mặt cung thỉnh thầy kinh từ vi hoan hỷ đăng đàn để cho chúng con bài học ngày hôm nay ạ. Ví dụ pháp và kính cung thỉnh làm tay của thầy và con xin xuống mít thầy. Dạ, nó thà dạ, nam mô tham ma dạ, nam mô sa khai dạ. Dạ, kính lễ chư tôn đức tăng, dạ, xin kính chào tất cả quý vị. Nghe rõ không ạ? Alo. Alo. Dạ, rồi các bạn. Dạ, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta trở lại buổi học. Cũng có ba phần. Phần thứ nhất là mình đọc Bali về chánh văn ha. Phần thứ nhì là học vô bài học và phần thứ ba có một vài câu đố vui. Thì trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau đánh lễ tam bảo tắc. Nam mô ta sa phagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa phagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa phagavato arahato samma sambuddhassa. Samma sambuddhamatulang sasattham ayanuttamang apivadiyapasisang apithammatthasangham. Con xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo họ chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Dạ, nam mô Phật Thầy nhé. Đây là bắt đầu trước khi vào buổi học chính thức thì chúng ta đọc cái bài chánh văn trước. Mời trong quyển bố số bài lên, chúng ta chia ra, chúng tôi có chia ra thành từng đoạn. Thế mà thay phiên nhau đọc. Ví dụ đoạn 1, người là con 1 xong xuống, người đoạn 2 lên, đoạn 3, đoạn 4 vậy đó. Khi đọc hết rồi đó, rồi mình dòng trở lại lần nữa. Những ai muốn đọc tiếp thì mình dòng trở lại lần nữa. Hoặc là nếu mà không ai lên thì người cũ cũng có thể đọc lại lần nữa cũng được, chứ không sao. Đọc 1-2 tua nha, cho hiểu được ý bài. Rồi, xin mời quý vị quan hệ cùng nhau lên đóng góp. Dạ, là một.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ con không biết sư Thanh Tâm còn có available trước mai không bạch sư. Nếu mà sư có, sư cho con tín hiệu, con xin kính thỉnh sư đọc bài trước lớp học ạ. Rồi chắc sư Thanh Tâm vẫn còn bận nữa rồi. Dạ kính thưa chư vị, Nguyên Như xin xung phong đợt trước, xong rồi Nguyên Như sẽ mời chư vị trong đạo tràng. Chê Tassika Sangaha tâm sự. Dạ đạo tràng có nghe con lại được chưa ạ? Dạ sa thú. Chê Tassika Sangaha tâm sự phối hợp. Đoạn 1. Tê Sang Chít Tà quý yút tà nằng, giá thà dồ gá mi tồ bá rằng, chích túc bà đề xú bách chê càng, sầm bá dồ gồ bá quýt chá tí, sắc tá sắp bách thá yút chành tí, giá thà dồ gần bá kinh ná cà, chút đá xà cú xá lê xuề quá, sổ phá nề xuề quá sổ phá nà. Tùy trường hợp, trong những loại tâm khác nhau, sự phối hợp của mỗi tâm sở này sẽ được đề cập đến sau đây. Bảy liên hợp với tất cả các loại tâm, sáu tâm sở riêng biệt liên hợp tùy trường hợp, 14 chỉ liên hợp với các loại tâm bất thiện, 19 tâm sở chỉ phát sanh trong tâm đẹp. Các thằng sắp ta chích ta xà thà rá nà, tà quá sắp ta chề ta xí cà, sắp bề su bí ê cù, ná ná quốc, tí chi túc bà đề xú lắp phần tí. Hello Nguyên Như ơi, Nguyên Như bị rớt mic rồi Nguyên Như ơi. Nguyên Như có nghe Nguyên Trang không vậy? Nếu mà Nguyên Như nghe Nguyên Trang thì để coi Nguyên Như còn trong mic không ta, còn trong trong không ta. Nguyên Như ơi, Nguyên Như rớt mic rồi nha, Nguyên Trang gửi mic lại cho Nguyên Như nha. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ con không biết đạo tràng có nghe được âm thanh của con không ạ? Dạ cảm ơn. Dạ Nguyên Như chắc bị kẹt máy hay sao rồi. Dạ dạ con xin ồ Nguyên Như nghe lại hả? Nguyên Như rồi lên đọc tiếp nha. Sa thú, trời cái máy nó đá con văng khỏi lớp luôn. Dạ cá thằng sắp tá chích tá xà thà rá nà tà quá sắp ta chê ta xí cà sắp bề su bí ê cù ná ná vú tí chích túc bà đề su lắp phành tí. Bằng cách nào trước tiên bảy tâm sở biến hành được thấy trong tất cả 89 loại tâm? Dạ con xin nhường mic cho vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ một lần nữa con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm và con kính chào thầy kinh. Dạ con không thấy ai hết nên con xin lên đọc tiếp ạ. Châu ơi cho chị bài đi, không thấy đoạn 2. Rồi sa thú Châu. Đoạn 2. Bành kinh nát kề su bá nát trong các tâm sở biệt cảnh. 1. Quy tắc khô tà quá trụy tà quá đi bành cha huỳnh nhà na quách chi ta cà mà quá cha ra chi tề su chê quá ê cà đa sa su bát thầm
mắt trà nát chít tề su trà tiếp bàn chắp bàn nhà sa chít tề su ấp bắt chắp tị. Tâm phát sanh trong 55 loại tâm, đó là trong tất cả các loại tâm thuộc dục giới, ngoại trừ cặp ngũ song thức, 54 trừ 10 bằng 44. Cũng phát sanh trong 10, một loại tâm của sơ thiền, 44 cộng 11 bằng 55. Số 2. Vicharo panate suche wa e ka dasasu duti vacha na chitte sucha tichasati chitte sucha vati. Tứ phát sanh trong 66 loại tâm, đó là trong 55 loại kể trên và trong 11 loại tâm của nhị thiền, 55 cộng 11 bằng 66. 3. Atimokho quyết bằng cha quỳnh nhà na quyết quyết na quyết na quyết quyết chít kích trà quách chít tách chít tề su. Thắng giải phát sanh trong tất cả các loại tâm ngoại trừ cặp ngũ song thức và loại tâm liên hợp với hoài nghi, 89 trừ 11 bằng 78. Dạ con đã đọc xong ạ. À. Dạ con kính mời đạo tràng ạ. À. Dạ con cảm ơn thầy kinh. Dạ con xin xuống mic ạ. Rồi. Chết rồi bị block rồi. Ây da. Sorry nha, con bị chết mic của con bị lót rồi, để con phải tắt máy nha. Dạ, mời đạo tràng để con tắt máy. Dạ, alo. Dạ, alo. Dạ. À, cảm ơn Châu Nguyễn và cảm ơn Nguyên Như, cảm ơn Như Huỳnh và anh Phấn và cảm ơn Kim Hồng và con Tâm Phương. Trước hết con kính lên lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính lên lễ Đức Thành Tâm, con kính đảnh lễ thầy Huỳnh và con xin đọc câu số 1 ạ. Vitat khô ta quá quy bằng cha quyền nhà nát quá chi tất cả mà quá cha ra chi tề su xề quá e kha đa sa su ba thầm mắt cha na chi tề su cha ti bành cha bành nhà sát chi tề su upa cha ti. Tầm phát sanh trong 55 loại tâm, đó là trong tất cả các loại tâm thuộc dục giới, ngoại trừ cặp ngũ song thức, 54 trừ 10 bằng 44. Cũng phát sanh trong 11 loại tâm của sở thiền, là 44 cộng 11 bằng 55. Vicharo panate suche wa eka dasasu duti yaccha nacite sucha ti chat sát thi chi tề su trà giác tì. Tứ phát sanh trong 60 loại tâm, đó là trong 50 loại kể trên và trong 11 loại tâm của nhị thiền, 55 cộng 11 bằng 66. Atimokho quy bằng cha quỳnh nhà na quy
chi ki cha qua chi ta chi tề su thắng giả phát sanh trong tất cả các loại tâm, ngoại trừ cặp ngũ song thức và loại tâm liên hợp với hoài nghi. 89 trừ 1 bằng 78. Và đoạn 3, đoạn 4. Và quý dĩ dần văn chát đồ ra quá trần nạ nạ đi 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 quý văn chát quyền nhà na sầm vát tí chà na sành tí ra nạ quá chi ta chi tề su cần phát sanh trong tất cả các loại tâm, ngoại trừ ngũ môn hướng tâm, ngũ song thức tiếp thọ tâm và quan sát tâm. 89 trừ 16 bằng 73. Và con đã đọc xong, con kính mời vị kế tiếp ạ. À, còn có năm nè, lại Phật. Một khi sắp mới con đọc trong câu 5 vậy. Bí tí đồ mắt nát su khê khà sá ha gát tà kà yá quỳ nhà na cha tút thà chà na quá chi ta chi hỷ phát sanh trong tất cả các loại tâm, ngoại trừ những cái loại tâm liên hợp với thọ ưu và thọ xả, thân thức và tâm tứ thiền. Và 121 2 cộng 55 cộng 2 cộng 11 bằng 51. Ồ, câu 6 là chân đô a hết tu ca ca mô mù ha ha qua chi ta chi tề su la pa ti dục phát sanh trong tất cả các loại tâm, ngoại trừ những cái loại tâm vô nhân và hai loại tâm liên hợp với si. 89 trừ 20 bằng 69. Và con đã đọc xong. Wow, cái này công nhận bài nó khó vậy thầy ơi. Dạ, con đã cố gắng đọc rồi. Dạ, con xin nhường mic. Dạ, con Kim Nhung ạ. Trước hết con xin kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con xin kính lễ sư Thanh Tâm ạ. Con xin kính lễ thầy Kinh. Con kính chào các anh chị ở trong đạo tràng. Con xin đọc đoạn 4 ạ. Tề ba na chi tấp bà đà gia thắc ca mằng cha sa thi bành cha bành nhà sa ề cà đa sa cha lộ sồ la sa sa ta ti quỳ sa ti chề qua ba kình na ca quy quách chi tà bành cha bành nhà sa cha sát ti tha sát ta ti ti sát ta ti ề ca bành nhà sa chề cù na sát ta ti sa ba kình na cà. Kể theo thứ tự các loại tâm này là 66, 55, 11, 16, 70 và 20. Không có tâm sở riêng biệt. 55, 66, 78, 73, 51, 69 phát sanh cùng với những tâm, cùng với những loại tâm sở riêng biệt. Dạ, 38 pháp hạnh phúc ạ. Gà ra vô cha ni hòa tổ cha sằng tút thì cha ca tành tà cà lệ na thầm mát sa hoa nằng ề tằng mằng ga la mu ta mằng. Đức cung kính khiêm nhường
tri túc và tri ân, đúng thời nghe chánh pháp là phúc cao thượng. Dạ, con xin đọc tới đây ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ con Mỹ, con xin kính chào Văn và Tam Bảo, con xin kính chào sư, con xin kính chào thầy, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc đọc kế tiếp. Đoạn 1. Chê ta si ca sang ga ha, sở phối hợp. Tê sang chi ta quy yu ta mang yatha yoga mi tu parang chitu ba de su ba chi kang sambayo ba yut chati sata sambatha yu chan ti yatha yogam yatha yogam pa kinya ka dus kut tu dasa kusale quê sofana tùy trường hợp trong những loại tâm khác nhau, sự phối hợp của mỗi tâm sở này sẽ được đề cập đến sau đây. 7. Liên hợp với tất cả các loại tâm. 6. Tâm sở riêng biệt liên hợp tùy trường hợp. 14. Chỉ liên hợp với các loại tâm bất thiện. 19. Tâm sở đẹp chỉ phát sinh trong tâm đẹp. Các thằng sapacita sa-tha-ra-na-ta đua sa-tha-chita-sika cetasika sape supi ekuna na qui kuti chitu pa de su la fan la fan fanti fanti. Bằng cách nào trước tiên 7 tâm sở biến hành được thấy trong tất cả 89 loại tâm. Dạ, con xin xuống mic. Xin chào thưa, giờ
Dạ, thôi mời một một người lên đọc có thay á, đọc một nguyên bài lần một á, rồi bắt đầu mình vô học. Để coi mời ai đây, ai chưa đọc rồi. Mời Như Quỳnh đi, Như Quỳnh đó rồi. Như Quỳnh lên đọc lần một nguyên bài là để mà chuẩn bị vô học luôn. Như Quỳnh giơ tay đi, rồi ok, rồi cho Nguyễn post nguyên bài ta để cho Như Quỳnh lên đọc luôn, cái đọc cho các bạn nghe, rồi chúng ta vô học luôn. Rồi, tạm biệt. Nam mô Bụt Thầy, dạ Nam mô Thầy, dạ Nam mô Sang Khai, dạ dạ con xin kính lễ sư Thanh Tâm, dạ con xin kính lễ toàn thể chư tôn đức tăng, dạ con chào thầy kinh cùng toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài đoạn 1, Chê Ta Sĩ Cá Sang Khá Gá Há Tâm Sở Phối Hợp Đê Sang Chí Ta Quý Dút Ta Năng Giá Thà Vô Gác Mi Tô Bát Răng Thi tập ba đề xuất phát chế càng sam phát yoga bao quát chati sát ta sát bát tháp yết chẳng ti giá tha yoga ba kinh naka chú đã xa cú sa les we wat so phát les we wat so phát na. Tùy trường hợp trong những loại tâm khác nhau, sự phối hợp của mỗi tâm sở này sẽ được đề cập đến sau đây. 7. Liên hợp với tất cả các loại tâm. 6. Tâm sở riêng biệt liên hợp tùy trường hợp. 14. Chỉ liên hợp tùy 14. Chỉ liên hợp với các loại tâm bất thiện. 19. Tâm sở đẹp chỉ phát sanh trong tâm đẹp. Ca thăng sắp ba chi ta sa tha ra na ta wa sat ta che ta si ka sap be su vi e ku na 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 di chi ta pa de su lap phần tí. Bằng cách nào trước tiên bảy tâm sở biến hành được thấy trong tất cả 89 loại tâm? Pa kin na ke su pa na trong các tâm sở biệt cảnh. Một, quy cô ta duy thành cha huỳnh nhà na quạt chi ta cả mà qua cha ra chi tề su chê qua e ca đa sa su pa tha mắt cha na chi tề su cha ti pan cha pan nhà sa chi tề su upat cha ti tâm phát sanh trong 55 loại tâm, đó là trong tất cả các loại tâm thuộc dục giới ngoại trừ cặp ngũ song thức, 54 trừ 10 bằng 44 cũng phát sanh trong 11 loại tâm của sơ thiền, 44 cộng 11 bằng 55. 2. Vicharo panate suche wa eka dasasu duti chacha nachite sucha ti chasati chi tề su cha gia tí tứ phát sanh trong 66 loại tâm, đó là trong 55 loại kể trên và trong 11 loại tâm của nhị thiền, 55 cộng 11 bằng 66. Atimokho di pan cha huynh nhà na quy chi kích cha wat chi ta chi tề su thắng giải phát sinh trong tất cả các loại tâm ngoại trừ cặp ngũ song thức và loại tâm liên hợp với hoài nghi, 89 trừ 11 bằng 78. 4. Quý ri dằng pành cha đoà ra quát cha na duy pành cha huỳnh nhà na sâm phá tích cha na sẵn tì ra nào quát chi ta chi tê su cần phát sanh trong tất cả các loại tâm ngoại trừ ngũ môn hướng tâm, ngũ song thức, tiếp thọ tâm và quan sát tâm, 89 trừ 16 bằng 73. 5. Piti do mana supekha sahagata ca ya huynh nhà na cha tu thách cha na wat chi ta chi te su hỷ phát sanh trong tất cả các loại tâm ngoại trừ những loại tâm liên hợp với thọ u và thọ xả, thân thức và tâm tứ thiền, 121 trừ cho 2 cộng 55 cộng 2 cộng 11 bằng 51.
sáu chăng đô a hê tu ca mô mù ha quách chi ta chi tê su lắp phát tí. Dục phát sanh trong tất cả các loại tâm, ngoại trừ những loại tâm vô nhân và hai loại tâm liên hợp với si. 89 trừ 20 bằng 69. Tê pana chi tấp bà đa giá thắc cá măng cha si thi pan cha pan nhà sa e ca đa sa cham so la sa sát ta ti quy sa ti che quá ta kỳ na ca quý quách chi ta pan cha pan nhà sa cha sát thiết tha sát ta ti pi sát ta ti e ca pan nhà sa che cu na sát ta ti sa pa kỳ na ca. Kể theo thứ tự các loại tâm này là 66, 55, 11, 16, 70 và 20. Không có tâm sở riêng biệt. 55, 66, 78, 73, 51, 69 phát sanh cùng với những loại tâm sở riêng biệt. 38 pháp hạnh phúc. Garawo 22, Garawo 23, Chaniwato 24, Chasang Tutti 25, Chakatan Nuta 26, Kale Nathamasawanang Etang Mangalamuttamang. Đức cung kính, khiêm nhường, tri túc và tri ơn đúng thời nghe chánh pháp là pháp lành cao thượng. Respectfulness, humility, contentment, gratitude, listening to Dhamma regularly, highest happiness. Dạ con đã đọc xong, mà có gì sai con xin thầy sửa lại giùm cho con ạ. À. Dạ con xin hết. Ơi, xa thứ ha. So phá nê xuê quá. So phá nê xuê. Xuê quá. So phá nê xuê quá. Đọc lại ha. Chứ không phải so phá nét. Không phải so phá nét. So phá nê xuê quá. Nghe đó không? Alo. Alo. So phá nê. Nê là âm trường âm. Trường âm thông thường là nê. À, xuê. À, xuê 2 chữ S chữ V. Giống như trôi. Túy, thoa, túy là cái đó. À, xuê. So phá nề xuê quá. Được chưa? Rồi. À. Bây giờ chúng ta bắt đầu vô bài về bài học chính thức. Vô tâm sở và tâm phối hợp. À, tâm sở và tâm phối hợp. Tâm sở và tâm học, tức là bây giờ mình học cái tâm sở nó đi trước. À, tâm sở đi trước phối hợp với tâm. Rồi xong cái phần tâm sở tâm phối hợp này thì chúng ta học ngược lại, tâm phối hợp tâm sở nó ngược lại ha. Bây giờ mình đi tâm sở phối hợp với tâm. Rồi xuống dòng 13 tâm sở tờ tha. 13 tâm sở tờ tha. 13 tâm sở tờ tha là những tâm sở nào quý vị? À, giờ mời trong quyển lên chia giùm này đi. Chia pháp thì tâm sở tờ tha coi. Chia xong rồi gom lại giùm cái này có được không? Rồi mời thì trong quyển nha. Ờ, mất tiêu rồi. Vô mic không được hả? Rồi thôi giờ mời một người khác. Ai tình nguyện giơ tay? Ai tình nguyện giơ tay lên. Trong quyển giờ hả? À, giờ ai đã đông quá vậy. Rồi giờ cứ xuống mic, ai chụp mic trước người ta thắng nha. Rồi xuống mic.
Dạ con, ủa? Dạ, có nghe con không ạ? Dạ, con xin kính chào Chư Tôn Đức Tăng Ni, và con xin kính chào Thầy Kinh, và con xin kính chào Đạo Tràng. Dạ, con xin chia, dạ, có tất tâm sở, có 13 tâm sở hữu tội tha, được chia làm 2, 7 sở hữu biến hành và 6 sở hữu biệt cảnh. Tâm sở, bảy sở biến hành gồm có xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tất ý, là bảy sở hữu biến hành. Và có sáu sở hữu biệt cảnh gồm tầm, tứ, thắng, giải, cần, hỷ, dục, là sáu sở hữu biệt cảnh. So, gồm lại sở hữu biến hành cộng sáu, bảy sở hữu biến hành cộng sáu sở hữu biệt cảnh, gồm lại là thành 13 sở hữu tự tha. Và con xin xuống mít ạ. Rồi, xà thứ. Dạ, còn ai muốn lên chia pháp rồi gom pháp lần nữa, một người nữa thôi. Chia pháp rồi gom pháp, gom đàng hoàng nha, chứ không phải gom kiểu như chấm tâm nha, gom chấm tâm là cũng chưa đúng. Ai lên mời, ai lên Quý Như ha, rồi mời Quý Như này, gom rồi chia rồi gom nha, đàng hoàng chứ không phải là làm đơn giản nha, rõ ràng ha. Xà thú. Dạ, con xin chia pháp ạ. 13 sở hữu tựa tha được chia làm 2, sở hữu biến hành, sở hữu biệt cảnh, sở hữu biến hành được chia làm 7, xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. 6 sở hữu biệt cảnh được sở hữu biệt cảnh được chia làm 6, tầm, tứ, thắng, giải, cần, hỷ, dục. Dạ, con xin gồm pháp lại. Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý gom lại thành 7 sở hữu biến hành. Tầm, tứ, thắng, giải, cần, hỷ, dục gom lại thành 6 sở hữu biệt cảnh, 7 sở hữu biến hành và 6 sở hữu biệt cảnh gom lại thành 13 sở hữu tội tha. Dạ, con xin dâng mít lại cho thầy ạ. À. Ai xa thứ, xa thứ. Nói dễ quá, ai cũng dành nha. Mà bắt tới cái khó là trốn hết trơn. Bắt tới cái màn khó kìa, lặng quá. Rồi. Rồi, bắt đầu giờ chuẩn bị cho Nguyễn ghi nha. 13, nãy nó mất tiêu hết trơn rồi, ghi lại đi, tâm sở, tâm phối hợp. Cứ dòng 13, tâm sở, tội tha. Mất tiêu rồi. Chủ sĩ đâu im luôn rồi. 13 tâm sở tạo thành rồi. Xuống dòng 7 tâm sở biến hành 2 chấm. 7 tâm sở biến hành 2 chấm. Ghi ra coi. Ghi ra cho Nguyễn. 7 tâm sở biến hành 2 chấm là gì? Xúc, thọ, tưởng, tư, hành, mạng quyền, tác ý là 7 tâm sở biến hành. 7 tâm sở biến hành này có mặt trong 121 tâm. Tìm ghi là có mặt trong 121 tâm. Rồi, như vậy chúng ta sẽ thấy rằng trong bất kỳ một loại tâm nào, từ tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm vô nhân, tâm dục giới tịnh hảo, tâm đáo đại, tâm siêu thế,
nó cũng đều có đủ bảy cái tâm sở này. À, nó đều có xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành. Nhất hành là định đó, tâm sở định đó, nhất hành, mạng quyền, tác ý. À, thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng trong bất kỳ một loại tâm nào, chẳng hạn như giờ tâm tham, ví dụ như một cái tâm tham sanh lên, ví dụ mình thấy một cái đối tượng nào đẹp, cái tâm tham mình sanh khởi, thì khi mà khởi cái tâm tham có xúc không quý vị? Có xúc không? Có, đúng rồi, tức là bắt buộc nó phải có xúc, tức là phải có sự xúc chạm với cảnh, thì lúc đó trong cái tâm tham đó phải có tâm sở xúc. Rồi cái xúc có thì cảm thọ nó có, tức là phải có cảm giác. Ví dụ như mình có cảm giác hỷ, ví dụ tâm tham thọ hỷ thì lúc đó nó có cảm giác hỷ, tức là thọ thuộc về thọ hỷ, đúng chưa? Nếu mà thọ xả thì thuộc về xả, ví dụ tâm tham thọ xả thì lúc này tâm sở thọ này thuộc về xả, đúng không? Rồi tưởng là sự ghi nhớ lại, sự ghi nhớ, sự ghi nhận, ghi nhớ cái đối tượng đó, thì cái tâm sở tưởng nó sanh trong tâm tham, nó làm phận sự là nó nhớ lại cái đối tượng đó, nó nhớ lại cái cảnh đó. À, thì như vậy tưởng nó cũng có mặt trong đó luôn. Rồi tư là sự, là pháp tư duy, là pháp hành, là tư tưởng, nó có những cái sự tạo tác, những cái sự mà muốn là muốn thỏa thích cái theo cái sự tham muốn đó. À, tâm sở tư này nó đúng là thuộc về tâm sở tư, thuộc về bất thiện. Thì như vậy tâm sở tư nó cũng có mặt trong tâm tham luôn. Và nhất hành tức là sự định, tâm sở này nó định trên cái tâm tham đó, nó là có mặt trong tâm tham để nó định vào cái đối tượng đó. À, nó làm phần sự nó định trong một cái sắc na tâm sanh lên, nó làm phần sự nó định. À, nếu không tâm sở định này thì nó không thể định trên đối tượng được, cho nên phải có luôn nhất hành. Và mạng quyền là cái tâm sở mà nó làm phần sự là duy trì đời sống cho tất cả những tâm sở kia và tâm. À, như vậy mạng quyền là phải là cái tâm sở để gìn giữ đời sống. Nó giống như một người mẹ mà mẹ mình nuôi con ha, để mà cho con được bú, cho con được ăn uống như vậy, thì tâm sở mạng quyền như vậy. Và tâm sở tác ý là tâm sở hướng tâm về đối tượng. À, cho nên phải có đầy đủ xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý trong tất cả các loại tâm. Không có một loại tâm nào mà thiếu một trong bảy cái này được hết. À, cho nên qua cái vấn đề này chúng ta thấy rằng trong bất kỳ một cái gì trên đời này nó cũng đều phải có nhiều thứ, nhiều loại nó phối hợp lại mới thành được một vấn đề, thành được một cái sự việc, chứ một mình không thể nào làm được. À, mình ngay cái tâm mình một cái sát na thôi là nó phải có đầy đủ bảy cái này. À, thì như vậy một tâm sanh lên gồm có tám pháp, tâm là một cộng bảy tâm sở biến hành nữa là tám, đúng chưa? Thì cũng vậy, sắc pháp nó cũng có tám sắc. À, ngộ lắm, trong cái này nó có những cái sự mà tương đồng nha, cũng là rất là tuyệt vời. Trong một sắc pháp sanh lên nó cũng có tám sắc, kêu gọi là tám sắc bất ly, là tám sắc nó không thể nào phân ly được. À, tức là đất, nước, lửa, gió là bốn. À, bốn đó. Rồi sắc cảnh sắc, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị và sắc vật thực. À, bốn cái nữa là cộng lại tám cái này. Thì trong bất kỳ một cái sắc pháp nào, dù cho nó cực nhỏ, nó vi tế tới cỡ nào, nó cũng phải có đầy đủ tám sắc, thì được gọi là tám sắc bất ly. À, một cái sắc pháp sanh lên không thể thiếu được đất, không thể thiếu nước, không thể thiếu lửa, không thể thiếu gió. À, không thể thiếu cái sắc cảnh sắc, là cái màu sắc của cái vật chất nó bắt buộc phải có. Không có sắc nào mà không có sắc này, xanh, vàng, đỏ, trắng, lợt, hồng, trong hay gì nó phải có sắc. Rồi sắc cảnh khí, bảy gì đây, bảy tâm sở biến hành, nó sanh một lượt, nó đồng sanh cùng lúc, nó sanh một lượt, mình kể thứ tự, nhưng mà khi nó sanh vô một tâm thì nó sanh một lượt luôn. À, một cái tâm sanh lên bảy cái này là đồng sanh luôn, cùng sanh luôn, đồng sanh, đồng diệt luôn. À, nó có mấy sự đồng là đồng sanh, đồng diệt, đồng nương, đồng nương với một cái căn, và đồng biết, cùng biết luôn, là bảy cái tâm sở biến hành là như vậy. À, cho nên chúng ta phải nắm rõ cái vấn đề này ha. Chứ không phải nó sanh lên từ cái ra. À, mà nó là hiện lên cái là nó đầy đủ, đồng sanh, đồng diệt, đồng biết, đồng nương, thiếu cái đồng nương đủ rồi đó. À, đồng sanh, diệt, đồng nương, đồng biết, đó là tứ đồng, là bốn cái đồng. Rồi đó là cái phần thứ nhất là chúng ta nói về bảy cái tâm sở biến hành: xúc, thọ, tưởng, tư, quyền, tác ý.
có mặt trong 121 tâm. Rồi, nắm được chưa? Quý vị alo, nắm được chưa? Cho biết đi, xin cái bông đi. Cái bông nhìn lên đây để biết là nắm được không? Rồi, dễ ở khác không? Nói gì khó không? Dễ ủi. Dễ ủi. Ủi hả? Rồi, tiếp theo là cái gì? Sáu tâm sở biệt cảnh, hai chấm. Sáu tâm sở biệt cảnh, hai chấm. Cái dòng tâm, hai chấm. Tâm, hai chấm. Có 55 tâm. Có 55 tâm. Mở ngoặc. 44 tâm dục giới cộng 11 sơ thiền, nó ngoặc lại. Rồi, 44 tâm dục giới là ha, nhưng 44 tâm giới là gì mình kể ra nè. 12 tâm bất thiện. 12 tâm bất thiện, 44 tâm dục giới bằng 12 tâm bất thiện cộng 8 vô nhân cộng 24 dục giới tình hảo là 44 tâm dục giới đó. Đếm có đúng không? 12 bất thiện, 8 vô nhân, 24 dục giới tình hảo. Rồi, đó là 44 tâm dục giới. Rồi, bây giờ tới 11 sơ thiền. 11 sơ thiền là gì đó quý vị? Nó kể thử coi quý vị. Mười một sơ thiền là gồm những tâm nào đâu? Alo. Mười một sơ thiền. Ba sơ thiền sắc giới. Rồi, tiếp. Ba sắc giới. Bốn đạo. Bốn đạo, bốn quả, đúng rồi nha. Nguyên như ghi trật á. Nguyên như ghi tới tám đạo, tám quả, thành ra 16. Ghi bảy quả. Tám sơ thiền siêu thế, đúng rồi, chứ ghi bốn đạo bốn quả, ghi tới tám đạo tám quả, nên cái này quá dữ luôn rồi. Như vậy là 11 sơ thiền là ba sơ thiền sắc giới cộng bốn đạo bốn quả là 11 sơ thiền. Bốn đạo sơ thiền, bốn quả sơ thiền luôn á, ghi luôn bốn đạo sơ thiền, bốn quả sơ thiền. Rồi, mình trả lại ha, mình trả lại. Giờ tâm sở tầm được biết có mặt trong 55 tâm, tức là 44 tâm dục giới và 11 sơ thiền. Bây giờ 12 tâm bất thiện này, 8 tham 2 si, 12 tâm bất thiện đó quý vị. 8 tham 2 sân 2 si chưa? 12 tâm bất thiện, 8 tham 2 sân 2 si có tâm sở tầm đúng không? Tâm sở tầm có mặt trong 12 tâm bất thiện đúng không? Phải có tầm chứ, phải có bắt buộc có tầm đúng không? Phải có tầm. Đúng chưa? Mục tiêu đây này. Rồi, 12 tâm bất thiện là có tầm trống. Rồi 8 vô nhân. 8 tâm vô nhân. 8 tâm vô nhân là 8 tâm gì đâu? Kể nghe coi. Tám tâm vô nhân là trừ ngũ song thức ra là còn lại là tám tâm vô nhân. Tám tâm nhân là trừ ngũ song thức.
hai tích thâu gì ba la cảnh rồi hai thâu ba quan sát ba la cảnh đâu đây ba quan sát hai tiếp thâu ghi lại hai tiếp thâu ba quan sát một kháng ngũ môn một kháng ngũ môn một ưng cúng vi tiếu là tám tâm vô nhân trừ cái mười trừ ngũ sanh thức ra là mình còn là tám tại tâm vô nhân 18 thì mình trừ ngũ sanh thức ra là còn là tám thì như vậy tám tâm vô nhân này có tâm sở tầm đồng sanh chung luôn à ví dụ tiếp thâu sanh lên thì tầm nó cũng phải có mặt để nó hướng như về đối tượng. À, nó hướng tâm về đối tượng, nó quan tâm lên đối tượng phải có tầm à, tiếp thâu quan sát hay là kháng ngũ môn kháng ngũ môn nhiều cũng vì thế nó bắt buộc cái tầm sẽ tầm để nó quan tâm lên đối tượng. Còn ngũ song thức đó là nhãn thức nhĩ thức tỷ thức thiệt thức thân thức thì không cần bởi vì nó là một tự động nó phát sinh máy móc khi mà cảnh đến là tự động cái nhãn thức nó sanh khởi nó tác động vô tâm cái là nhãn thức sanh liền à, âm thanh tới là nhĩ thức sanh liền à, không cần có tầm à, và nó chỉ sanh có một sát na là nó diệt mất. À, thì như vậy tâm có mặt trong tám tâm vô nhân trừ ngũ sanh thức ra đúng chưa nắm được không nắm được cho cái bao này được ha à, Nguyễn Trang dạo này giỏi quá Nguyễn Trang số một luôn ha rồi 24 tâm dục giới tịnh hảo tức là tám tâm thiện dụng giới tinh hảo, tám tâm quả thiện dụng giới tinh hảo và tám tâm di tác dụng giới tinh hảo. Hai bố tâm dụng giới tinh hảo này, tâm sẽ tầm luôn có mặt trong đó, à, phải có mặt, không thể không có tầm được. Cho nên tâm có mặt trong 24 tâm dụng giới tinh hảo. Thì như vậy, tâm sở tầm có mặt trong 12 tâm bất thiện, tám tâm vô nhân, 24 tâm dụng giới tinh hảo, tổng cộng là 44 tâm dục giới, đúng chưa? Cộng 11 sơ thiền. Tại sao 11 sơ thiền quý vị? Tại sao có 11 sơ thiền đây? Mà nó không là nhị thiền, nó không tam thiền. Mà nó chỉ có 11 sơ thiền. Có gì? Có chi à, có chi tầm đó ha. Sơ thiền có tầm tứ thủy lạc định à, thì chi tầm nó có mặt đó thì như vậy 11 tâm sơ thiền có tầm đúng chưa nắm được chưa thì tổng cộng tầm có mặt trong 55 tâm 44 tâm dục giới cộng 11 sơ thiền chính xác không chính xác cái chi tầm mà có ha rồi nắm không nắm được không cho thêm cái bông cái này mỗi lần nắm được mình cho bông lên đi để biết đi theo rồi ha ok ha dễ ở không có gì đâu khó ha ôi à tầm rồi ok rồi bây giờ tới tứ hai chấm có 66 tâm có 66 tâm mở mặt 55 cộng 11 nhị thiền tổng mặt là 55 cộng 11 nhị thiền năm mươi lăm cộng 11 nhị thiền 55 này tức là lấy 55 ở trên tầm á, là tầm nó có 55 tâm, thì giờ tứ nó cũng có 55 tâm đó, đúng không? Mà nó cộng thêm cái nhị thiền cho nữa, tại vì 11 nhị thiền gồm có tầm tứ, khán giải cần cái dục thì nhị thiền nó có tứ, đúng không? À, thì như vậy 11 nhị thiền nữa là thành ra là 55 là phần trên lấy xuống là 55 cộng với 11 nhị thiền nữa, thành ra tứ có được 66 tâm. Cái gì hiểu cái nào hiểu ý nào tức là tứ nó có 66 tâm là lấy từ cái tầm là nó có 55 rồi ha tầm là nó có sẵn 55 tâm nãy mình mới nói thì ha thì cộng thêm cái nhị thiền nữa thì nãy tứ tầm thì chỉ có sơ thiền thôi mà tứ thì nó có trong nhị thiền à, thì như vậy 55 cộng thêm cái 11 cái nhị thiền nữa
Thật ra mình có 66 tâm, có tứ, và tứ có 66 tâm. Hiểu không? Alo. Alo, cho biết đây. Vậy là đúng rồi, tính theo chi thiền, nhị thiền có thêm tứ nữa. À, thành ra cặp phải cộng thêm tứ. Sơ thiền thì mình có tâm, nhị thiền có tứ nữa. À, thì tính theo vô. Rồi. Năm nay rồi tới thứ ba là tâm sở thứ ba là thắng giải. Thắng giải có 78 hoặc 110 tâm. Có 78 hoặc 110 tâm. Bảy mươi tám hoặc 110 tâm, mở ngoặc trừ ngũ song thức và trừ hoài nghi, trừ ngũ song thức và trừ si hoài nghi đó. Rồi, tức là tâm sở thắng giải là tâm sở là nó nằm thuộc về là bên bị cảnh tầm tứ thắng giải, tức là tâm này là quyết định, quyết định để mà bắt lấy đối tượng, thì thắng giải này nó có mặt trong 78 tâm. Nếu tính theo mà loại mà đạo quả mà bốn đạo bốn quả đó, thì nó có 78 tâm, hoặc là tính theo 121 thì nó có 110 tâm. Bởi vì sao? Bởi trừ ngũ song thức ra, tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, không cần có cái sự quyết định, không cần có sự thắng giải, không cần có tâm sở thắng giải, nó vẫn làm việc được như thường. Khi cảnh tác động vô thì mắt, nhãn thức nó sanh liền, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức nó sanh liền, nó không cần có tâm sở thắng giải. Cho nên mình trừ cái thằng ngũ sanh thức ra, đúng không? Trừ hơn 10, trừ 10 ngũ sanh thức, ngũ thức là 10, không? Rồi trừ cái si và nghi ra, bởi vì thắng giải là quyết định. À, quyết định thì không thể nào có nghi nó được. Khi mình đã quyết định làm gì rồi thì cái nghi nó không thể có mặt. Cho nên trừ luôn cái nghi, tức là 10 là ngũ song thức, trừ thêm cái tâm sở nghi, hoài nghi nữa là 11. Thì như vậy 121 tâm mà trừ 11 là còn 110, đúng không? Hoặc là 89 trừ 11 còn 78. Thì như vậy tâm sở thắng giải chỉ có mặt trong 78 hoặc 110 tâm, bởi vì nó trừ ngũ song thức và tâm si hoài nghi ra. À, nó dễ hiểu vậy, nó không có gì khó ha. Rồi, quý vị nắm được chưa? Alo. Rồi, dễ ạt ha, Nguyên Trang. Nguyên Như rồi, dễ ạt ha. Ôi. Ôi, Như Quỳnh lâu quá, ít thấy có mặt ra mới có hiểu không? Như Quỳnh đó rồi. Mất tiêu rồi. Hiểu không? Ok, xa thứ. Rồi. Trò giỏi nha, trò thông minh lắm ha. Trẻ nhất, thông minh nhất. Rồi, đó là thắng giải nha. Rồi, bây giờ tới tâm tiếp theo là cần. À, tâm sẽ cần, cần, hai chấm. Có 73 hoặc 105 tâm. À, đọc theo cái phần chú giải cái phần chánh tính chánh nhân nãy thì mình ghi có 73 hoặc 105 tâm. Mở mặt trừ ngũ song thức, trừ ngũ môn hướng tâm, hay là trừ kháng ngũ môn cho nó gọn ha. Trừ ngũ song thức, trừ kháng ngũ môn, trừ hai tiếp thâu, trừ ba quan sát. À, trừ ngũ song thức, trừ ngũ môn hướng tâm, trừ hai tiếp thâu, trừ ba quan sát. Rồi, tâm sở cần là một cái tâm sở làm mọi sự là tinh cần, tinh tấn, tích cực trong công việc ha. Thì đối với ngũ song thức thì nó không cần, nó không cần cái tâm sở cần này, nó phát sanh một cách là máy móc, không cần ha, không cần phải có sự tinh cần tinh tấn như đằng đây. À, cho nên loại cái 10 ngũ sân thức ra. À, rồi ngũ môn hướng tâm cũng là làm việc một cách máy móc luôn.
Khi mà cảnh vô tác động thì ngũ muôn tâm tự động sanh khởi lên, nó bắt cảnh, nó không cần phải có sự nọ năng nổ gì hết. Thì như vậy ngũ môn hướng tâm hay là kháng ngũ môn loại cần nó luôn, nó không có cần đó, có chưa? Tức là ngũ sanh tức không có nè, không cần, ngũ môn hướng tâm cũng không cần, rồi tiếp thâu cũng không cần luôn. Rồi cảnh vô tự động automatic, cảnh vô tới là nó automatic, nó phải tiếp thâu cảnh rồi nó quan sát cảnh tự động, nó phải phản ứng theo giống như là điều kiện mà tác động nhân duyên ha, thì nó tự nhiên nó phát sinh như vậy. Thì như vậy tâm cần không có mặt trong ngũ song thức, không có mặt trong ngũ môn hướng tâm, không có mặt trong hai tiếp thâu, không có mặt trong ba quan sát luôn. Như vậy cần chỉ có mặt trong 73 hoặc là 105 tâm. Thì bây giờ 10, ngũ song thức là 10 ha, ngũ môn hướng tâm là 1 là 11, hai tiếp thâu là 13, ba quan sát là 16. 16 trừ 121 thì mình còn là 105 tâm, đúng không? Đúng chưa? Hoặc là 89 tâm mà trừ cho 16 còn là 73. À, 73 tâm nếu mình tính theo kiểu đó. Rồi. Thì như vậy cần có mặt trong 73 hoặc là 105 tâm. Được hiểu là như vậy, bởi vì loại trừ ra không có mặt trong ngũ song thức, không có mặt trong ngũ môn tâm, không có mặt trong hai tiếp thâu và ba quan sát. Rồi, ok ha, nắm được ha. Rồi cho cái bóng đây. Alo. Được chưa, được chưa, hai người ok, mà mấy vị kia sao ok không? Ok qua tiếp nha. Rồi cô Kim Nhung sao rồi, Nguyên Trang, Nguyên Như đâu mất tiêu hết rồi, rồi các bạn bè đâu mất hết rồi, ok ha, qua được chưa? Cần rồi, giờ tới hỷ, hỷ hai chấm, hỷ có 51 tâm. Thì 51 tâm. Đúng không ạ? Trừ hai tâm sân. Trừ hai tâm sân. Trừ 55 tâm thọ xả. Trừ hai thân thức. Trừ 11 tứ thiền. Đúng. Trừ 2 tâm sân. Trừ 55 tâm xả. Tâm thọ xả. Trừ 2 thân thức. Trừ 11 tứ thiền. Cộng lại bao nhiêu? 2 với 55, 57, 59 với 10, 69. 70. 70 thì trừ 121 còn 51 tâm. Đúng rồi không? Ok chưa? Rồi bây giờ hỷ trừ hai tâm sân, đương nhiên hỷ là không thể có mặt trong tâm sân, đúng chưa? Xác định chính xác ha, tức là hỷ không thể có mặt trong hai tâm sân, là trừ hai tâm sân ra là không có hỷ, đồng ý không? Rồi tới 55 tâm thọ xả, tức là những cái loại tâm thọ xả thì không thể có hỷ trong đó, không thể có tâm sân hỷ trong đó luôn. Nó trừ luôn 55 cái tâm thọ xả ra, dục ra ngoài luôn, không có hỷ trong đó. Rồi hai thân thức là gì quý vị? Lạc khổ, đúng rồi, gì có tham đâu nữa. Hai thân thức là thân thức là khổ, thân thức là lạc, và trừ hai tâm thân thức ra, khổ lạc thì đâu có hỷ đó, đúng chưa? Mình trừ hai cái thân thức ra. Rồi 11 tứ thiền. Tại sao phải trừ 11 tứ thiền cái gì? Mình dồn lên cái bảng điêu coi 11 tứ thiền nó hỷ không? Alo. Tứ thiền lạc.
rồi mình dồn bản điêu để có rồi, nhưng mà giờ mình trừ nha, giờ mình trừ theo cái tận thiền nha, trừ theo tận thiền, không phải. Giờ trừ theo tận thiền ha, bây giờ sơ thiền có bao nhiêu chi, bây giờ vấn đề sơ thiền, sơ thiền hai chấm có bao nhiêu, ghi ra chứ đâu ghi số năm này được, ghi ra sơ thiền tâm tứ thủy lạc định, ghi ra năm chi, tâm tứ thủy lạc định đúng chưa, rồi đó là sơ thiền ha, rồi nhị thiền bỏ tâm thì còn gì, nhị thiền bỏ tâm còn tứ thủy lạc định, ok ha, chính xác ha, chính xác rồi ha, tứ thủy lạc định rồi, tam thiền bỏ gì, tam thiền bỏ tứ, tam thiền bỏ tứ còn gì, thủy lạc định, thủy lạc định ghi lạc thì được, lạc thủy định là trật ha, thủy lạc định là tam thiền, rồi giờ tứ thiền, tứ thiền thì bỏ thủy còn lạc định đúng chưa, lạc định rồi ngũ thiền, ngũ thiền bỏ luôn lạc luôn, còn định với xả là lần xả, xả niệm thanh tịnh đó, là định xả, thì như vậy tứ thiền không có tâm sở hỷ, tứ thiền không có tâm sở hỷ mà nó thuộc về thọ lạc, nhưng mà thực sự cái nơi chúng ta đọc trong cái bản chú giải đó, trong cái mà bộ Thamasangani á, thì nó có cái vấn đề này, nó cũng mình thấy tại sao trong cái bản điều pháp cái tâm sẽ là tâm tứ thiền á, mà nó có hỷ, nó có cái đặc biệt cho nó. Giờ chúng ta đọc cái bản chánh văn của vị nghe sơ cái này để mình nắm được cái vấn đề nó chính xác đó. Thì trong cái bộ Thamasangani á, xả là tự động, nó là xả thôi, nó bỏ hỷ bỏ lạc thì nó thành xả thôi, chứ xả đâu không hỷ không lạc thì nó là xả, nó là không phi phi lạc phi khổ thì nó là xả, hiểu không, hiểu chứ không hiểu đó không. Rồi bây giờ thiền mà tính thế nào, theo thiền của năm bậc nè, sơ thiền khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, khi các ly dục ly ác bất thiện pháp chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ, trong khi ấy có xúc vân vân vân, có bất phóng vật vân vân. Đây là pháp thiện sơ thiền, một hai sơ thiền cái câu văn đó thì nó có tầm có tứ đúng chưa. Rồi nhị thiền khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, chứng và trú nhị thiền, một trạng thái hỷ lạc do sanh từ định, một trạng thái hỷ lạc sanh từ định, không tầm mà có tứ, tức là nhị thiền, một trạng thái hỷ lạc sanh định không tầm, tức là không có tầm mà có tứ, trong khi ấy xúc thọ tưởng tư vân vân có này đúng không, và có tính tấn niệm định tuệ quyền, có hỷ quyền ha, có hỷ quyền đây, tức là nhị thiền có hỷ quyền đây. Rồi tam thiền cũng vậy, tu đạt đến sắc giới để vắng lặng tầm tứ, tam thiền thì vắng lặng tầm tứ là bỏ hai gì tầm tứ ra, giống như mình nãy nói không, bỏ tầm tứ ra, chứng trú và tam thiền, vân vân, thì khi đó cũng có hỷ quyền luôn, có hỷ quyền, có tính tấn niệm định tuệ quyền, có mạng quyền, có chánh tri kiến, chánh tấn vân vân, thì như vậy là tam thiền loại bỏ tầm tứ, thì còn có hỷ lặng định không. Rồi giờ tới tứ thiền nè, tứ thiền khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, ly hỷ trú xả, bắt đầu tứ thiền là ly hỷ nè, bỏ hỷ nè, ly hỷ trú xả, chứng và trú tứ thiền, thì như vậy có, nhưng mà cái câu chỗ này nó mới, có nhất hành, có tính quyền, tấn niệm định tuệ quyền, có hỷ quyền, chỗ này nó có hỷ quyền này. Thì như vậy tứ thiền mặc dù là ly hỷ trú xả, nhưng mà về quyền thì nó có hỷ quyền. Vấn đề này chúng ta phải nên để đặt cái vấn đề cho đó. Rồi nhưng mà ngũ thiền á, thì nó khác. Ngũ thiền tu đạt đến sắc giới, đoạn trừ lạc, tức là xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú ngũ thiền, vân vân, trong khi ấy có xả, có nhất hành tâm,
Thì trong cái này về quyền á, thì nó có tính tấn niệm định tuệ quyền, có ý quyền, có xả quyền, có mạng quyền, nhưng mà không có hỷ quyền. À, xả thì lên ngũ thiền thì nó không có cái hỷ quyền đó. Thì như vậy cái tứ, nếu mà chia theo mình phân, mình cắt theo cái kiểu mà sơ nhị tam tứ thiền ngũ thiền á, thì tứ thiền nó không có tâm sở hỷ. À, mình nắm theo cái phân cách như vậy ha, thì chúng ta phải biết rằng tứ thiền không có tâm sở hỷ, nhưng mà thật sự nó cũng có, nó hỷ, mà theo chúng ta nghĩ là nó phải thuộc về hỷ, mà hỷ vi tế chứ không phải là hỷ thông thường. À, nó lên tới mức độ mà là cái lạc, mà thuộc loại lạc trong thiền á, có thể nói là cao hơn cái hỷ luôn. Thì như vậy hỷ nó có mặt trong 51 tâm, trừ 2 tâm sân, trừ 55 tâm thọ xả, trừ 2 tâm thân thức, và trừ luôn cái tứ thiền, trừ luôn 11 tâm tứ thiền, đó là hỷ. Rồi quý vị nắm được chưa? Hello. Rồi tới dục. Dục hai chấm có 101 tâm. Dục hai chấm có 101 tâm. Mở ngoặc, trừ 18 tâm vô nhân, trừ 2 tâm si. Trừ 18 tâm vô nhân, trừ 2 tâm si. Rồi, dục là một cái tâm sở, nó mang một cái trạng thái là có sự mong muốn. Sự mong muốn, sự ước muốn, nó phi thiện, phi bất thiện, tức là nó không thuộc thiện mà nó không thuộc bất thiện ha. Thì như vậy nó thuộc về tâm sở tờ tha, mà nó chưa có thiện, chưa có thiện như đó, thì được gọi là dục, là sự mong muốn, sự ước muốn đơn thuần vậy thôi. Rồi nó không có mặt trừ 18 tâm vô nhân, tức là 18 tâm vô nhân không cần có dục đó, tức là không cần có tâm sở dục, tâm sanh. Những cái tâm vô nhân nó sanh lên một cách máy móc, sanh một cách tự nhiên, nó không cần phải có 18 tâm vô nhân trong đó. Và nó trừ luôn 2 tâm si luôn, si thọ xả hoài nghi, si phóng dật, thì không có cái sự ước muốn nào mà để mà si mê nữa. Si mê thì hoàn toàn là chắc chắn, các bạn hiểu là không có ai mà muốn si, không bao giờ có sự ước muốn để mà mình ngu si nữa. Chuyện nó không thể có, không bao giờ mình có sự ước muốn để cái tâm mình bị loạn động. Thì như vậy hai tâm si không có mặt tâm sở dục trong đó. Như vậy 18 tâm vô nhân và hai tâm si không có tâm sở dục. Vậy nắm được chưa? Hello. Vậy thì 12 tâm bất thiện, nó trừ 2 si ra là nó còn 10, là có ha, nó là như vậy. Rồi những tất cả những cái tâm còn lại nó đều có đầy đủ không? Nhưng mà vậy trừ 18 tâm vô nhân và trừ 2 tâm si thôi. Rồi mình học đơn giản như thế nào, mình biết đơn thuần như thế nào, rồi từ từ mình tính sao. Rồi như vậy tâm tứ thắng giải cần hỷ dục là có tâm thì có 55, tứ có 66, thắng giải có 78 hoặc 110, cần có 73 hoặc 75, hỷ 51, dục 101 tâm. Kể theo thứ tự các loại tâm sở nè. Rồi quý vị ghi hết nè. Rồi bây giờ xuống dưới nè, ghi nè. Kể theo thứ tự các loại tâm, kể theo thứ tự các loại tâm này có và không có tâm sở vị cảnh. Kể theo thứ tự các loại tâm này có hoặc không có tâm sở vị cảnh. Có hoặc không có tâm sở vị cảnh. Dòng có hai chấm, có hai chấm, 55 tâm, có hai chấm 55 tâm, phải 66 tứ, phải 78 thắng giải, phải 73 cần,
phải 51 hỷ, phải 69 dục là có. Những có những loại tâm là có tâm, những cái tâm sở này là 55 tâm là có tâm. Như nãy mình tầm có 55 tâm nha, 55 tâm, 66 có tứ, 78 có thắng giải, 73 có cần, 51 có hỷ, 69 có dục, tức là những loại tâm có những cái tâm sở địa cảnh như vậy. Nắm được hiểu được này không gì? Tức là mình nãy học tầm thì có 55 tâm đúng không? Thì có là có 55 tâm có tầm, 66 tâm có tứ, 78 tâm có thắng giải, 73 tâm có cần, 54 tâm có hỷ, 69 tâm có dục, đúng không? Rồi không, hai chấm nãy là có, giờ không, cái bảng không ở dưới, không, 55 tầm á, thì có 55 tầm thì nó lại là 66 tâm thì không có tầm, 55 6 là 121, đúng không? Thì 66 tâm, 66 tầm, 66 không có tầm, 66 tầm, không, 66 tầm, 55 tứ, 11 tháng giải, 16 cần, 70 hỷ, 20 dục, đó là không, 2 chấm, 66 tầm, 5, nói, khoan cái này đi, không nè, không nãy có rồi, giờ tới không nè, không, 66 tầm, 55 tứ, 11 tháng giải, 16 cần, 70 hỷ và 20 dục, đó là không. Tức là 66 tâm không có tầm. Bởi vì nãy có tầm á thì là nó có 55 tâm, đúng không? Cái trên là bây giờ mình viết hai cái kế nhau để mình dễ đọc hơn, dễ thấy hơn. Giờ cho Nguyễn kẹt hai cái chung vô, hàng có không, hàng không, để cho dễ thấy không. Kẹp lại hai cái chung nha đây để dễ nói chuyện hơn, chứ tôi khó. Đâu rồi? Nó tiêu rồi. Có 55, 66, 78. Gì tùm lum nè. Có là hàng trên, không hàng dưới, để cho hai cái mình dễ, mình dễ mình so trên so xuống nó dễ chứ thôi nhìn không ra ha. Ví dụ là trên hàng có, rồi cái hàng dưới là không. Hiểu được ý nào? Hiểu được ý không? Đây, copy cái này có, cái phần này có. Copy được không? Nhảy vậy là lại đi, lại không, 66, 55, 11, 16, 7, dục, 20, đúng rồi, có đâu rồi, có 55, thì đó ghi hai cái kế nhau, hai cái kế nhau để mình thấy, ghi cái có trước rồi không sao, hoặc là không trước có sao cũng được. Được chưa? Được chưa? Ghi thêm hàng có nữa như mình. Đó, đúng rồi đó. Đó, rồi. Bây giờ có là 55, tức là 55 tâm có tầm, đúng không? Mà tâm thì có nhiêu? Tâm 121, đúng không? Tâm có 121, nếu mình tính cho này là 55 tầm thì 66 tầm là 66 tâm không có tầm.
lấy một cái tâm sở đầu tiên nói chuyện ha, và 55 tâm có tầm thì 66 tâm còn lại là phải không có tầm, đúng chưa? Đúng chưa? Cho biết đi. Đúng rồi hả? Đúng cái đạo không? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Rồi ha. Rồi cái thứ nhì. Cái thứ nhì, 66 tâm có tứ. Thì nếu mà 66 tâm có tứ thì trừ 121 thì còn lại là 55 không có tứ. Thành gặp đúng rồi, 66 tâm có tứ thì trừ lại là còn 55 tâm không có tứ. Cộng lại là 121. Đúng không? Thì cái nó có rồi thì đương nhiên cái còn lại là không. 66 tâm có tứ thì còn lại 55 tâm thì không có tứ. Khoan khoan để giải thích hết này xong nè. Cho nó xong cái phần này nó lộn xộn. 66 tâm có tứ trừ lại 5 trừ 121 còn 55 tâm không có tứ. Đúng chưa? Thắng giải 78 tâm có thắng giải. Nếu mà tính theo ta 89 á 78 tâm nãy còn kia là gì? Phải mặc là 110 ha, nếu mình ghi đây 110 thì cũng được, còn cho nó dễ đi ha. 78 tháng giải thì 78 tháng giải thì trừ 11 là 89, thay vì tính 121 mà tính 89. Và 89 89 tâm tức là tính đạo quả có 4 đạo quả đó. Thì 78 tháng giải là có, là có 78 tâm có biết có tháng giải, trừ lại 11 là không có. Đúng không? Đúng chưa? Nắm được chưa? Rồi tới cần có 73 tâm. Tâm sở cần có 73. 73 tâm có tâm sở cần. Trừ 73 trừ cho 16 là 89. Thì thảo phải làm vậy video nó theo cái phần Bali nãy đó. À, còn bây giờ nếu mình không mình muốn thêm nữa thì mình thêm vô. Ví dụ như giờ 73 cần thì mình ghi cộng thêm vô 73 bậc 105, bây giờ mình ghi lại gì đi, bây giờ thay vì là 3 thành 105, 78 thành ra là bao nhiêu, là 110 ha. Trở lại đấy, ba có 89 đúng rồi. Còn nếu mà mình tính theo mà siêu thế có 40 á thì cái này là 73 thì nó thành là bao nhiêu, là 110. Ê, 73 thành là nhiêu anh rồi, là 105 đúng không? À, mình tính vậy đi cho nó dễ thì là mình sửa lại ha, thì 73 thì mình sửa lại thành là 105, còn mà 78 thì mình ghi lại là 110 đúng không? Rồi ghi là sửa lại đi, sửa lại làm lại nguyên cái bản luôn, cái có cái không rồi làm lại lần nữa rồi mình nói chuyện cho dễ hơn. 78 hoặc 110 thì giờ mình thắng giải 78 á, 78 thì giờ thành ra là 110. 110 ha. Rồi 73 cần thì là 105. Giờ đâu rồi? Đó 78 thắng giải này giờ mình sửa lại. Rồi 78 thắng giải sửa lại thành ra là bao nhiêu? 110, thay vì ghi 78 thì ghi 110. Rồi 73 cần thì thay vì 73 thì mình ghi lại là 105. Đó, giờ sửa lại đi trong, sửa lại cho bữa cho lại sửa lại xíu. Ghi từng câu một thôi, ghi nhiều có 55, 66. Đó, 78 là thành ra 110. Ha, 55, 66, 110. Đoạn này là 105, 73 là 105. 51, 69 là có. Rồi xuống dưới là không, rồi ghi ngược lại. Không là đúng rồi đó, không thì ghi ra là đúng. Không phải. Ghi có trước nguyên hàng, ghi có là ác hết đó. Rồi xuống hàng ghi một hàng dưới là không, là ác vậy đó. Chứ không phải ghi từng cái này.
cái vế đầu là có, vế cái gì là không, nắm được chưa? Có 55 sao sao 78, sửa lại cái 78 này, sửa lại 78 thành ra là 110, mà 73 này thành là 105, sửa lại đi, sửa 78 với 73 đi cho nó thành 121 tâm luôn đi, cho nó nguyên bộ luôn. 78 tháng giải đó, sửa lại thành 110, 73 thành 105. Gì cứ ghi vậy đi mà dễ hiểu mà dễ ợt thì nói gì đâu mà khổ vậy. Ghi là sao thì Nguyên Như ghi sao, ghi đi, ghi sao ghi ra cái thứ này là có cái sơ đồ nó dễ tính như cái này đúng rồi đó. Rồi rồi có 55, 66, 110, 105, 51, 69 đúng rồi đó. Rồi không nên có thì dưới là không, không dưới là trừ lại thôi. Không đâu. Tạm tiêu trời. Ồ ghi ra vậy thì nó tùm lum lắm, nó về dài dòng lắm. Dạ, giờ mình muốn gom cái bảng cho nó ngắn cho gọn luôn vậy nè, mình hiểu rồi. Có nguyên có gì đó cho Nguyễn nó mất tiêu rồi, ghi có gì đó mất tiêu rồi. Rồi Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Kha Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính lễ sư Thanh Tâm, con kính lễ chư tôn đức tăng, con kính chào thầy kinh và con kính chào đạo tràng. Dạ thưa thầy, thầy ơi thầy, bây giờ con đọc lại rồi con sẽ post lên cái phần con sẽ ghi ra cho rõ được không thầy? Chứ nhìn con số một hồi con nhảy lùng đùng luôn. Dạ bây giờ con sẽ post ra, có nghĩa là có thì là gồm 55 tầm, 66 tứ, 110 tháng giải, 105 cần, 51 hỷ và 69 dục. Không thì có 66 tầm, thì con lấy 121 trừ 55. 55 tứ lấy 121 trừ 66. 11 tháng giải lấy 121 trừ 110. 16 cần lấy 121 trừ cho, khoan để con coi, một cần 16 là 121 cần trừ là một hai chữ vẫn trừ lại trừ 105 cần là 121 trừ 105 bằng 16, hỷ là 121 hỷ 70 cái không của hỷ là bằng 121 trừ 51 và 20 dục là 121 trừ 101. Đúng không thầy ơi? Con thầy đọc hồi con biết con chạy đi đâu. Dạ rồi rồi, con sẽ post lên, con cảm ơn thầy và dạ, con xin phép được xuống mic ạ. Rồi, rồi. Rồi Nguyễn Dương lên đó, rồi Nguyễn lên coi xong mai sổ đề, mai làm cái xe gì đó tắm cái gì cái phơi vậy, phơi phơi số đề. Rồi mời Nguyễn Dương. Dạ kính thưa thầy, con thấy là khi mà mình ghi là 55 tâm mà có tầm, mà thầy để 55 tầm, con thấy nó sau này mà ôn lại mình cũng không có nhớ lại được là thầy dạy gì đâu thầy ơi. Con thấy là nếu mà để 55 tầm giống như thầy á, thì tầm nó phải có ở trong dấu ngoặc thì mới dễ hiểu, chứ tự nhiên cái ghê vô dạy rồi thầy ngồi thầy giải thích nguyên cái đống đó mà để thành gọn thì con thấy nó mạng cọc cao. Thành ra con thấy là nếu mà để trong nó hơi rối, con ghi ra hết luôn thầy, con thấy nó dễ hiểu hơn. Dạ con xin xuống mic nè.
Dạ xin thưa thầy, con thấy á, mà nếu mà trong nói về 55 tầm và có và 66 tầm không và 66 tứ có và 55 tứ không và theo bảy theo con thấy đó, tại vì trong mấy cái tầm và cái tứ và cái hỷ á, thì là tự vì nó có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền nên thầy cộng một là 121 tâm, thì nó mới là nhiều người cần phiêu là tại sao có một lúc cộng 121 tâm, lúc có cộng 81 tâm, tự vì tầm tầm tứ và hỷ thì nó có từ tâm hỷ thì nó có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, còn thấn, còn những cái thấn giải và những cái cần cái dục á, thì nó không có trong cái tâm siêu thế, nó chỉ thì mình chỉ tính có tới 8 cái tâm đó thôi, nên thầy quen thầy nói 121 với 89 á, nên người ta hơi lộn đó thầy. Dạ thôi con chỉ có ý kiến vậy thôi, vậy con xuống. OK, rồi giờ mà hiểu chưa? Quý vị hiểu không? Hiểu này không? Hiểu thì giờ mỗi người có cách tự mình thích, mình làm sao mình làm ha, mình làm sao để mình hiểu được cái vấn đề. Tà lạ rồi. Đó thì giờ mình thích mình ghi theo kiểu nào đó, bây giờ mình ghi theo từng cặp cũng được. Ghi từng cặp cũng được. Thì có không vậy đó, ghi cặp cũng được. Thì mỗi người nhớ đúng rồi, mà chỉ cần quan trọng là hiểu không đó. Hiểu được rồi mai nhớ đi, mai giờ nó đang cách ly đâu cho đánh đề. Cách ly không cho vấn đề rồi, là cho nên là mình học xong cái phần mà tâm sở tâm phải học mà thuộc về tà tha cái gì cũng được nè. 55 có 66 không, sáu có 55 không cũng được đó. Ừ. Đó như vậy đó, đi theo đường cặp gì cũng dễ học. Còn cái kia mình cũng lập thành cái sơ đồ tên có dưới không vậy đó, mỗi người mình làm sao làm sao mình hiểu thôi, mình làm thành bản, tại vì muốn ghi rõ ràng để mà mình giờ nó có in sách rồi đâu, nó có thành một cái sơ đồ đàng hoàng nó rõ ràng hơn. Hoặc là mình ghi cái chi ghi cái tâm sở trước, ví dụ ghi ra tầm tứ thắng giải cần hỷ dục rồi ở dưới là có ghi 55 tâm. Rồi xuống dưới dụ dự tứ xuống dưới là có 66 tâm, thắng giải là 77-78 tâm hoặc là nhiêu đó, thì mình ghi tầm tứ thắng giải cận cái dục, rồi ở dưới là có lọt ra kê ra không kê ra rồi tổng cộng thì vậy hay không, hiểu không? Tứ này cũng được, thì ghi kiểu từng cặp vậy cũng được, ghi từng cặp vậy được, hoặc là mình ghi dày, ghi giờ thử tầm tứ giải cần hỷ dục ghi bảy cái vậy ha, thì là hàng ngang, rồi ở dưới mình để chỉ có hai chấm, ngay chỗ cái tầm á mình ghi là 55, ngay chỗ cái tứ mình ghi 6, ngay chỗ thắng giải ghi 78, ngay chỗ cần mình ghi 73, 51, 69 không, mình ghi ở dưới là 66, 55 thì cái giờ tổng cộng là 121 ghi đó, ghi lập cái sơ đồ vậy đó thì nó dễ hơn ha. Đúng rồi, mình lập cái sơ đồ ra, lập sơ đồ tầm tứ giải gần cái dục rồi trên đi theo hàng dọc xuống có không vậy đó. Rồi OK, nó vậy đó, làm vậy là dễ hơn, lập cái sơ đồ vậy nên dễ hơn. Đi cái đầu. Rồi vậy là mình học xong cái phần tâm sở tà tha ha, tuần tới mình học tiếp cái gì tự lập sơ đồ ha, bắt ngoại học. Rồi hết giờ phải không Nguyên Như? Rồi ai muốn lên là hỏi gì hỏi nhà mời cái gì Vinh Ban Ban Nha Ramsey nãy có gọi ra mời. Dạ thưa kính thưa thầy, con là Ban Nha Ramsey. Hồi nãy trong cái câu nói mà có liên quan tới các mức của thiền định đó, là có tầm, có tứ, có hỷ, có lạc, định đó.
thì ở trong sơ thiền thì phải đi qua cả các giai đoạn tầm tứ hỷ lạc định, rồi cái vị mà đắc nhị thiền thì bỏ tầm còn tứ, tức là họ đi phải dùng cái tâm sở tự đi thẳng vào tâm sở tứ rồi tới hỷ lạc định. Như vậy thì cái vị mà đắc sơ thiền là phải cần cả tầm và phải họ phải có luôn tứ hỷ lạc định. Rồi cái người mức cao hơn thì không cần cái tâm tầm và đi thẳng vào tứ. Con hiểu như vậy có đúng không thưa thầy? Mà nếu mà con hiểu đúng như vậy thì tại sao cái tâm sở tầm nó chỉ có mặt trong sơ thiền và tứ thì nó có mặt trong nhị thiền? Tại vì tứ nó cũng phải có mặt trong sơ thiền luôn chứ. Tại vì anh tứ anh sơ thiền anh cần cả năm cái tầm tứ hỷ lạc định. Dạ thưa con đã xin hết. Rồi, xa thứ thì đúng rồi. Thì có gì đâu, sơ thiền nè có đủ năm chi: tầm tứ hỷ lạc định, đúng không? Giờ cái gì ghi đi: tầm tứ hỷ lạc định là đắc sơ thiền. Khi mà người đắc sơ thiền là có đủ năm chi: tầm tứ hỷ lạc định, đúng không? Rồi khi mà tu tập sơ thiền xong rồi, cái lúc mà ta thuần thục sơ thiền đó, người ta mới thấy cái tâm mà mình còn có cái sự tầm á, tức là còn có cái sự mình là tầm áp tâm lên đối tượng. Giống như mình giống như giờ mình chơi nhạc đi, ví dụ như vậy chơi nhạc mới đầu mà còn phải là tầm vô, phải lo dồn ngón tay ngón chân rồi lo mình bấm rồi đâu cho đúng không? Phải tầm dữ lắm. Nhưng mà khi đánh quen rồi đâu cần tầm nữa, đánh quen về dẹp cái tầm đó luôn. Thì như vậy lên tới nhị thiền, tức là ta thấy cái tầm liền thô, ta loại bỏ cái gì tầm luôn, thì còn là tứ hỷ lạc định. Thì như vậy sơ thiền nó có tầm có tứ luôn, có hỷ có lạc định đầy đủ. Nhưng mà lên tới nhị thiền thì cái tầm nó thô quá, ta bỏ cái gì tầm đi, thì nó còn là tứ hỷ lạc định, đúng chưa? Rồi khi tu tới nhị thiền thấy tôi nhập xuất thấy tứ hỷ lạc định, rồi thấy cái tứ này cũng còn thô, cũng còn phải có quan sát, cũng còn phải có này cái nọ, dẹp luôn cái tứ luôn, rồi còn có hỷ lạc định. Nó vô thiền lẹ làng nhẹ nhàng thì nó còn hỷ lạc định. Nhưng mà khi mà tu tới tam thiền đắc hỷ lạc định xong, họ thấy hỷ nó cũng còn thô tháo, hỷ cũng còn có làm cho cái tâm mình nó chao động. Nó còn hỷ mà hễ mình còn có gì mà hỷ là nó còn có chao động thì loại cái hỷ luôn, thì còn có lạc định thôi. Rồi tứ thiền còn lạc định, rồi lên tới tứ thiền thấy lạc định, thời gian và nhập xuất mà thấy lạc định, cái lạc này nó cũng còn có chao động tâm. An trú là nhập xuất thiền tứ thiền cho nó thuần thục, người ta bước qua luyện qua tới ngũ thiền, loại bỏ chi lạc luôn. Thì cái ngũ thiền cuối cùng là nó chỉ còn có định và xả, tại vì không còn hỷ không còn lạc thì đương nhiên nó phải xả. Thì như vậy cái ngũ thiền là còn có định, xả và định. Đó là ý nghĩa, nó là như vậy thôi. Chứ không phải là tứ thiền là ý sơ thiền không có tứ đâu, nó có đầy đủ đó, có tầm tứ hỷ lạc định. Nhưng mà lên nhị thiền thì nó loại những cái thô từ lần đi, lên tam thiền loại tới ngũ thiền thì còn có xả và định. Thì đó là cái vấn đề, nó loại chi thiền là do cái sự thô tháo của những cái tầng thiền, loại bỏ lần lần, cũng giống như mình học vậy đó. Thấy cái nào học thời gian mình thấy thằng thô, tự nhiên mình loại từ từ bớt, mình bớt được cái sự thô tháo đi. Rồi đó là vấn đề như vậy. Rồi giờ này hết giờ, bây giờ đâu có đặt câu hỏi gì được không, đâu có cho câu hỏi gì nữa không, đâu có hết hỏi không. Rồi hết giảng tuần, quay lại gì lên hả, muốn lên mic hả? Rồi lên đi. Ok, dạ thưa con cảm ơn thầy. Rồi chính cái chính chính vì cái câu ở chỗ đó, sơ thiền có cả tầm có tứ, thì tại sao hồi nãy mình nói cái anh tầm anh nằm trong cái 55 mà tới qua tứ anh nằm trong 66, chẳng lẽ phải ngược lại chứ? Đó là cái câu hỏi đó thưa thầy. Vậy con nắm được trời, thì tầm nó có mặt trong 55 tâm, tức là 44 tâm dục giới với 11 sơ thiền, thì nó chỉ có mặt trong sơ thiền thôi chứ nó đâu có qua mặt, nó đâu có mặt trong tứ thiền đâu. Nếu mà nói nó 66 thì nó có tứ trong rồi. Đọc lại cái phần đầu á, tầm có mặt trong 55 tâm, tức là 44 tâm dục giới cộng 11 sơ thiền
thì tâm nó có mặt trong sơ thiền thôi, nó không có mặt trong trong nhị thiền, mà nó đâu có tính nhị thiền cho được, đúng chưa? Hiểu hiểu chỗ này không? Hiểu ý chỗ này không? Là tâm tâm sở tâm nó chỉ có mặt trong sơ thiền, nó không thể có mặt trong nhị thiền được, thành ra nó chỉ có mặt trong 55 tâm. À. Thắng pháp tập luận vô vô thắng pháp thoát yếu hay thắng pháp tập yếu luận của ngài Narada với lại hòa thượng Thích Minh Châu dịch đó. Đó, vô đó lấy lôi miếng sách ra đọc thì chúng tôi có post lên phần Bali hết rồi. À, đó là vậy, nắm được ha, ok, cái này hơi rắc rối xíu. Rồi, như vậy là chúng ta xong buổi học ha. Thì ước báo hôm nay nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được bình an, có được đời sống an vui trong cái mùa dịch này, và sớm được thành có được năm pháp, sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, và sớm thành thuộc chánh trí, đồng điều nhận cơ thể. Dạ. Tu sắp ba măng ngà lan rắc khan tu sắp ba đê và ta sắp ba bút tha nu pha vê na sa đa sa ti pha văn tư tê. Ba tu sắp ba măng ngà lan rắc khan tu sắp ba đê và ta sắp ba tham ma nu pha vê na sa đa sa ti pha văn tư tê. Ba tu sắp ba măng ngà lan rắc khan tu sắp ba đê và ta sắp ba sang kha nu pha vê na sa đa sa ti pha văn tư tê. Mô tha yạ nắc mô tha yạ nắc mô sang kha. Nắc mô Bích Thầy Giá, Nắc mô Thâm Mai Giá, Nắc mô Sang Khai Giá. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy Kinh đã giảng giải cho lớp học ngày hôm nay. Dạ con xin phép thầy cho có thể ôn bài này một lần nữa để kỳ sau có người nào rành hơn nữa thưa thầy, chứ đi qua lướt cái chỗ này nó hơi phê. Con thấy nguyên trang hơi bị đuối. Dạ, con không biết là sư tâm còn có mặt ở trước mai hay không. Dạ, con xin thỉnh sư tâm có thể chúc phúc cho đạo tràng buổi tối hôm nay, bạch sư. Dạ, mô Phật, thay mặt lớp học thành kính cảm ơn thầy Kinh rất nhiều. Dạ, thầy đã từ bi hoan hỷ giảng dạy vi diệu pháp. Sau đây sư xin thay mặt chư tôn đức phúc chúc cho đạo tràng. Người có trí là người hay thí thọ, thí lực, thí sắc đẹp, thí trí tuệ. Người có trí là người hay thí sự an vui thì hằng được sự an vui. Người tinh tấn thí thọ, thí lực, thí sắc đẹp, thí trí tuệ, người ấy khi tái sanh trong cõi nào đều được trường thọ và sang cả. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xà thú, xà thú, xà thú. Và con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu be kha re bo thi kha re ta hình ta hình ta tham ma da ne na pha văn tu bu chi ta son thình ka ron te ta vi ha ra măng da lê. Thế ra cha mạnh cha na hoa ca cha phình ca vô xa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca. Gà ma cha đề sa ni gà ma cha y sa ra sắp ba na phu ta su ki ta pa văn tu tê. Cha la bu cha ye bi cha an da sam pha hoa san se da cha ta pa vô pa pa ti ca. Ni ya ni kang tham ma wa rang pa tin cha te sam be bi dung kha sa ka ron tu sang kha yang tha tu chi rang sa tang tham mo tham man ta ra cha bung ga la sang kho ho tu sa mang go wa an tha ya cha hi ta ya cha am he rang ka tu san tham mo sam bê bi tham ma cha ri no gút thân sam ba bu nay ya ma tham ma ri yam ba we di tê
y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta du y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta du y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta du Y đằng quá ta mê buồn nhằng à xá quá khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề cà lề. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm, trong ngày vị lai. Dạ, Nguyên Như con xin kính mời chư vị Phật tử trở lại Rung Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày thứ hai học những bài kinh về ngạ quỷ sự do sư Pháp Thanh thuyết giảng. Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.